Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất là từ thiện bảy trao phần quà của A Thiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ người thất nghiệp khó khăn. Dương Hậu cảm ơn, chúc cho mình sức khỏe. Số điện thoại Dương Hậu 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.